cái chị kia. Cái Trân chị ghét gì lên đến đây dữ vậy? Trân để kiểu gì là kiểu gì? Trân tao dạy tao ghét đâu kệ tao. Nói chuyện ngang ngược không biết xin lỗi người ta đi chứ. Ủa mắc gì tao xin lỗi? Tao có làm gì sai đâu tao xin lỗi. Tôi vô ý thức, vô văn hóa. Cái người thì đẹp mà cái nết thì mất đi đâu vậy? Nói hả? Mày đó ai mày? Hả? Hả? Bỏ ra nha. Hả? Rồi, hai con kia. Có trật tự được không? Cái coi này nè, tôi phải dạy cho nó bài học mới được, nó mất dạy quá rồi. Bỏ ra. Ê, nè, 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 cái chị. Chị làm gì vậy? Cái chị này nè, ngồi mà gác chân đầu của người ta như vậy mà coi được á. Rồi tha mày, chân tao để đâu kể tao. Nè, 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 nè. Cái này là chị sai rồi đó. Chị gác chân như vậy là chị tầm bậy rồi đó, chị còn đánh người ta nữa. Chị làm cái gì vậy? Bây giờ có trật tự đi cho xe chạy không? Anh coi có người như vậy đi sao được? Đi cái gì hả? Mày làm gì? Hả? Vậy mày làm gì tao hả? Rồi tao? Tụi con kia. Mày im xíu đi, mày có ý thức đi. Mày đi không đi thì mày xuống xe. Tao á. Anh đến rồi hả? Ừ. Sao? Chuyện gì mà em kêu anh tới đây gấp vậy? Hồi nãy trên xe có con nhỏ kia nó khiếp em cơ. Nó dám làm vậy luôn. Ừ. Đâu nó đâu? Nó có đây. Đây, nó kìa. Đây. Lại đây, mày xích lại đây coi. Nghe nói mày kiếm chuyện với vợ tao đúng không? Vợ anh vô ý thức, gác chân lên đầu của người ta. Ai ăn hiếp gì? Mày xích vô ý thức không ký cái đầu mình bây giờ. Chân vợ tao dài, không gác ở đâu là quyền của vợ tao. Chân mày không dài bằng, mày không có chỗ gác mày tức hả? Mày nói là không tao bẻ cổ mày luôn bây giờ á. Thứ gì đâu không? Thứ gì là thứ gì? Có chân tao á. Mặt hả? Lùng mày lối. Cảm ơn anh nha. Thôi bây giờ anh đi chạy xe ôm tiếp đi. Còn em bán tiếp thì chuyện về. Rồi, em cứ lên bán đi. Thằng nào nữa khiếp mới kiếm chuyện với em. Để đó anh xử cho. Coi ngái gì lớn dữ vậy? Lửa. Chị ơi, sao để gác chân lên đầu chị hoài vậy? Chị không nhắc nhở đi. Thôi anh ơi, tôi sợ lắm rồi. Hồi nãy hả, còn kêu chồng lại chặn đường đánh tôi nữa. Cái gì? Kêu chồng đánh chị luôn hả? Ừ thôi, chưa có đánh. Mà thôi, tôi không dây với thứ này đâu. Cái loại người vô ý thức vậy? Chị ơi, dậy! Nè, mày không thấy người ta đang ngủ hả? Ngủ cái gì? Người ta nói một lần, hai lần thôi là được rồi. Sao chị để người ta nhắc hoài vậy? Chị không biết nhục hả? Giờ sao? Mày con mày nhờ vô đây, hả? Nhờ vô. Nè, tôi nói cho chị nghe. Chị là đàn bà con gái, là phụ nữ, tôi không muốn động tay động chân với chị. Nhưng mà hãy có ý thức chút xíu đi, đừng có làm phiền người khác như vậy, chị hiểu không? Rồi rồi, mày đợi đó. Làm gì vậy? Alo, chồng ơi. Cái gì nữa vậy vợ? Hồi nãy cái thằng đó nó còn lớn tiếng trên xe, khiến em quê chết đi được luôn á. Lúc thì cái con, lúc thì cái thằng, sao mà cứ ưng kiếm chuyện với vợ tôi dữ ta? Thằng nào đâu em chỉ mặt anh coi coi. Hình như nó còn trên xe hay gì á. Để lên kiếm nó coi. Ê chồng chồng chồng, cái thằng đang thua kia cả đó. Này đúng không? Gì anh trai? Mày đánh tôi vậy anh trai? Ai cho phép mày ăn hiếp vợ tao? Nói cái gì vậy? Ăn hiếp gì lần sao? Mày là đàn ông con trai, mày đi ra đường mày đánh phụ nữ, không biết nhục hả? Đánh phụ nữ hồi nào? Anh điên hả? Là tao nè mày. Hả? Thì ra là cô. Đây là chồng của cô đó hả? Nè anh trai, vợ của anh vô ý thức, ngồi trên xe gác chân lên đầu lên cổ của người ta. Anh không biết dạy vợ anh còn xuống đây đánh tôi nữa hả? Mày nói chuyện vợ tao mắc gì tao phải dạy? Tao yêu tao chiều cũng hết nữa mà. Vợ tao là nhất, lúc nào làm gì cũng đúng hết đó. Đúng rồi đó. Những cái đứa mà không có vợ cho nên đâu có biết yêu vợ lẽ gì đâu. Đúng là nồi nào úp dung đó hả? Chồng, ý nó nói là vợ chồng mình chợ búa á. Hay, chính xác. Mày ngon ha. Hồi nãy là mày đánh lén tao, còn bây giờ mày chưa đủ tuổi đâu. Lại đây. Chồng có xanh. Tao mới về chấp hai vợ chồng mày luôn đó. Tao thua, thua. Tao rồi, không đánh nữa nha. Thua sớm vậy hả? Tao rồi. Tao nói cho hai vợ chồng mày biết nè, mốt ra đường á, bỏ cái thói làm cha làm mẹ thiên hạ lại, có ý thức cộng đồng chút xíu, nghe chưa? Rồi, ngon hoài. Ha. Gì vậy? Có vẻ như thằng này còn cứng quá ha. Tôi nghĩ là đợt này phải cho hai vợ chồng mày không còn phương tiện công cộng nào di chuyển. Mày biết sợ, tao xếp bản mặt của hai vợ chồng mày lên các cộng đồng để cho mấy bác tài biết mà né ra nha. Rồi tụi tao đi bản gì? Đi bộ. Đi gì nổi mày? Không nổi thì nổi.
Cam. Cái gì vậy? Đánh dài. Đánh sao không biết? Thì không biết phải tập. Với lại đánh đi để cho biết cái độ dài á nó dơ tới cỡ nào, để biết mình bất lịch sự đến cỡ nào, nghe chưa hai vợ chồng? Rồi. Đánh tới bao giờ rồi? Đánh tới khi nào nhân cách hai vợ chồng mày sạch như đôi dài vậy thôi nhé. Em canh hai vợ chồng nó đánh dài thiệt sạch, và nhớ không được cho bắt xe, bắt phải đi bộ cho anh, nhớ chưa? Thôi nè, nè, tôi phải dạy cho nó bài học mới được, nó mất dạy quá rồi. Thôi nè, nghe nói mày kiếm chuyện với vợ tao đúng không? Mày kích vô ý thức con tí cái đầu mày bây giờ. Hồi như nó còn trên xe hay gì đó, cái thằng đang thua chứ cả đó. Này đúng không? Con mới về chấp hai vợ chồng mày luôn đó. Sao? Được không? Bây giờ cô muốn sao? Bây giờ cô có ok không? Còn không á thì ngày mai nghỉ việc. Ha? Bây giờ để em làm cho. Ngày em không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi chị nha. Ồ, chị mới chửi em mà chị. Cái con bé này nói gì vậy? Làm đi. Dạ sếp. Anh coi là cách làm việc của con Thảo đi, chứ em thấy nó chểnh mảng quá à. Em nhắc nhở nhiều lần lắm rồi nhưng mà nó không có cải thiện. Thảo làm việc chểnh mảng, nó làm sao mà chểnh mảng? Em cứ nói đi, không có gì phải sợ hết á. Con bé Thảo nó làm mất hợp đồng 1 tỷ của công ty á anh. Thảo ơi, vô đây nói chuyện xíu. Dạ. Em mới nghe nói là em làm việc như thế nào mà để làm mất hợp đồng của công ty vậy? Dạ, từ lúc giờ làm việc tới giờ, ngoài cái việc mà em đánh cái văn bản giúp cho chị vào, còn lại em chỉ làm việc giặt thôi. Em đâu có biết cái hồ sơ gì đâu mà mất hợp đồng anh. Hai người cặp bồ với nhau mà còn bây giờ binh giật nhau nữa. Nói cái gì vậy hả? Quá rõ ràng rồi. Công ty này ai mà không biết hai người cặp bồ với nhau mà còn ra vẻ. Thì ra là những lời đồn này từ miệng cô mà ra đó. Rồi sao? Anh đừng có làm phật lòng tôi. Tôi sẽ nói với ba tôi rút cổ phần ra khỏi công ty này. Để coi á, công ty của anh có yên ổn hay không?